Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn dành thời gian theo dõi chuyên mục Cải cách hành chính hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị, Thành ủy Tam Kỳ vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự hội nghị các đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Dũng trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ ủy đồng chí Phạm Hoàng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Tam Kỳ, giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Tam Kỳ nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Dũng mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Phạm Hoàng Đức tiếp tục phát huy tài năng, trí tuệ, nhiệt huyết, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, cùng với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ lãnh chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Trên cương vị mới, tân Phó Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Phạm Hoàng Đức khẳng định sẽ nỗ lực rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố Tam Kỳ. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thế Bình dự hội nghị. Thưa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Kim Hoa công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng về việc bổ nhiệm bà Trịnh Thị Thanh Hải, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thế Bình trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trịnh Thị Thanh Hải. Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thế Bình nhấn mạnh, đề nghị đồng chí Trịnh Thị Thanh Hải tiếp tục cùng Sở Tài nguyên và Môi trường đoàn kết hoàn thành, làm tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung tham mưu tháo gỡ những vướng mắc tồn tại trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tình trạng khan hiếm nguồn nguyên vật liệu xây dựng thông thường. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Dũng vừa chủ trì buổi làm việc với các nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát các dự án công trình lớn trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, đại diện các nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thẳng thắn trao đổi, kiến nghị những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, trong đó nổi cộng là giá trong hồ sơ dự toán không sát với giá thực tế thị trường, đặc biệt là giá nhân công, vật liệu xây dựng tại khu vực miền núi. Nhiều dự án bị trì trệ do thiếu nguyên liệu, tuy nhiên hồ sơ cấp phép mỏ cát, mỏ đất rất khó. Hiện nay việc ứng vốn của các nhà thầu đang gặp khó khăn, nhiều chủ đầu tư hạn chế cho ứng vốn, bên cạnh đó thủ tục giải ngân còn chậm. Phần lớn dự án bị chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, các thủ tục giải quyết hồ sơ, thanh quyết toán rườm rà kéo dài. Tình trạng đầu cơ thổi giá, đặc biệt là giá cát xây dựng, khiến các nhà thầu thi công lâm vào khủng hoảng lao đao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Dũng biểu dương các nhà thầu đã thẳng thắn trao đổi, góp ý, phản ánh với tỉnh những thực tế đang diễn ra trong triển khai các dự án đầu tư công của tỉnh, chia sẻ khó khăn chung của cộng đồng doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định chính quyền tỉnh sẽ đồng hành chỉ đạo quyết liệt để gỡ khó, đồng thời chỉ đạo xử lý nghiêm nếu phát hiện tình trạng gây khó dễ cho doanh nghiệp. Nhưng doanh nghiệp cũng phải có trách nhiệm với các công trình dự án mình đã đấu thầu. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp khẩn trương gỡ vướng, đôn đốc thi công, đảm bảo chất lượng công trình và thanh quyết toán nhanh đúng quy định. Thực hiện chương trình giám sát năm 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vừa có buổi làm việc với huyện Bắc Trà My về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết số 21 ngày 10 tháng 2 năm 2022 của tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030. Báo cáo của huyện Bắc Trà My cho biết, trong những năm qua, huyện đã tập trung triển khai thực hiện tốt nghị quyết 21, qua đó chất lượng cán bộ người dân tộc thiểu số được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số ở các cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng được nâng lên, cơ bản đáp ứng nhiệm vụ được giao. Toàn huyện có 14 trên 39 đồng chí là người dân tộc thiểu số tham gia các ủy cấp huyện, chiếm tỷ lệ là 35,9%. Có 7 trên 40 cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 17,5%. Về công tác quy hoạch, tổng số cán bộ người dân tộc thiểu số được quy hoạch vào cấp ủy, ban thường vụ là 29 đồng chí, chiếm tỷ lệ 43,2%. Quy hoạch chức danh chủ chốt 13 đồng chí, tỷ lệ 50%. Quy hoạch trưởng phó ngành đoàn thể 39 đồng chí, tỷ lệ là 26,2%. Tại buổi làm việc, huyện Bắc Trà My cũng nêu ra một số khó khăn trong việc triển khai thực hiện nghị quyết 21, như chưa có chế độ tiền lương và hỗ trợ cho cán bộ là người dân tộc thiểu số, chưa có hướng dẫn cụ thể việc đào tạo chuyên sâu cho cán bộ người dân tộc thiểu số, v.v. Thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ công chức theo ngạch và vị trí việc làm của Học viện Hành chính Quốc gia, Sở Nội vụ vừa phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương năm 2024 tại Quảng Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại Quảng Nam tham dự. Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2024 tổ chức tại Quảng Nam có 32 học viên, bao gồm cán bộ công chức viên chức của các ban ngành đoàn thể của tỉnh Quảng Nam. Trong đó có sự tham gia học tập của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng các ban của Tỉnh ủy, Giám đốc, Phó Giám đốc các sở, Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và cán bộ quy hoạch thuộc tỉnh Quảng Nam. Lớp học dự kiến bắt đầu từ ngày 26 tháng 9 năm 2024 và kết thúc vào tháng 12 năm 2024. Nội dung chương trình khóa học gồm 27 chuyên đề giảng dạy, 6 chuyên đề báo cáo đi nghiên cứu thực tế. Học viên thực hiện 2 bài kiểm tra và 1 đề án cuối khóa thuộc lĩnh vực mình công tác. Để đạt được các mục tiêu mà khóa học đề ra, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại Quảng Nam, mong muốn các đồng chí tham dự khóa học tích cực sắp xếp công việc khoa học, tạo điều kiện tham gia khóa học đầy đủ nhằm tiếp thu hiệu quả nội dung khóa học, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ khóa học đặt ra. Thưa quý vị, 9 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh, các dịch vụ công thiết yếu theo đề án 06 được triển khai tương đối đầy đủ. Số lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình một phần tăng. Công tác cải cách thủ tục hành chính được chú trọng. Điểm số bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp được cải thiện, cho chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính không ngừng nâng lên. Đối với dịch vụ công trực tuyến, đến nay Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt bổ sung sửa đổi danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần thuộc phạm vi quản lý của các sở ngành. Qua đó, nâng số dịch vụ công cấu hình trên cổng dịch vụ công tỉnh trên 1.770 dịch vụ công, trong đó có trên 950 dịch vụ công toàn trình và gần 820 dịch vụ công một phần trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tích hợp trên 1.110 dịch vụ công trực tuyến vào cổng dịch vụ công quốc gia. Trên địa bàn tỉnh đã cung cấp 25 trên 25 dịch vụ công thiết yếu theo đề án 06. Tổ chức triển khai thí điểm mô hình số 2 tự động hóa bộ phận giải quyết thủ tục hành chính, bộ phận một cửa các cấp thông qua tương tác kiosk, trụ sở Ủy ban nhân dân xã Bình Phú, huyện Thăng Bình. Đến ngày 16 tháng 9 năm 2024, bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tỉnh đạt 80,4 trên 100 điểm. Với điểm số này, Quảng Nam xếp hạng 23 trên 63 tỉnh thành. Thông qua việc tích cực triển khai đề án 06 từ đầu năm đến nay, giúp các tổ chức cá nhân được hưởng những tiện ích tốt nhất thông qua các dịch vụ hành chính công, an sinh xã hội và tiếp cận các dịch vụ thương mại thông qua định danh điện tử. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa phối hợp với VNPT Quảng Nam tổ chức hội thảo giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu về chuyển đổi số ngành nông nghiệp. Hội thảo nhằm mục đích đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu chia sẻ nhiều thông tin, kinh nghiệm, kiến thức và thảo luận các giải pháp thực hiện chuyển đổi số ngành nông nghiệp Quảng Nam hiện nay. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam, ngành nông nghiệp tích cực xây dựng các giải pháp để xây dựng hệ thống dữ liệu từ tỉnh đến địa phương. Chuyển đổi số trên lĩnh vực nông nghiệp phải đảm bảo nguyên tắc chính xác và tính kết nối cao, liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu của bộ ngành trung ương và của tỉnh đạt hiệu quả tốt nhất. Hiện nay, Quảng Nam đang tích cực chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, đa dạng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh nông sản và phù hợp với yêu cầu của thị trường. Điều này đòi hỏi chuyển đổi số phải mạnh mẽ, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, ứng dụng công nghệ số trong quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý, hướng dẫn khuyến khích thực hiện thương mại điện tử trong nông nghiệp, tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế. Đồng thời, các địa phương đơn vị triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về đất đai, cây trồng, vật nuôi, thủy sản, thổ nhưỡng, khí hậu, thị trường, phục vụ cho quá trình chuyển đổi số trên lĩnh vực nông nghiệp. Thông qua các ý kiến tham luận đã cho thấy toàn cảnh giải pháp chuyển đổi số ngành nông nghiệp. VNPT Quảng Nam cũng đề cập các nội dung cần thực hiện, lộ trình, phương án triển khai của ngành, nhấn mạnh đến tiềm năng nguồn lực của ngành nông nghiệp Quảng Nam vẫn còn rất hạn chế. Năng lực chuyển đổi số bao gồm cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, con người, cơ chế, chính sách, thể chế chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế số hiện nay. Sáng ngày 10 tháng 10 tại quảng trường 24 tháng 3, Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ tổ chức khai mạc ngày hội chuyển đổi số thành phố với chủ đề phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số, động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động. Phát biểu khai mạc ngày hội, ông Nguyễn Minh Nam, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ cho biết, trong thời gian qua, tại Tam Kỳ, công tác ứng dụng và sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số gắn với phát triển đô thị thông minh được quan tâm từ rất sớm. Ủy ban nhân dân thành phố xem việc chuyển đổi số trên 3 trụ cột, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số là nhiệm vụ quan trọng, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, có hiệu quả. Ngày chuyển đổi số quốc gia là hoạt động thường niên để đánh giá kết quả chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm và chia sẻ kinh nghiệm cách làm mới để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Trong khuôn khổ Ngày hội chuyển đổi số năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện có ý nghĩa gắn với chủ đề ngày hội, như tổ chức 22 gian hàng giới thiệu trưng bày trải nghiệm các giải pháp, sản phẩm công nghệ số, ngân hàng số, hướng dẫn cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 VNeID để sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tích hợp các thông tin dịch vụ tiện ích, sổ sức khỏe điện tử. Tại chương trình, Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác chuyển đổi số. Thưa quý vị, tiếp nối thành công của cuộc thi lần thứ nhất vào năm 2023, năm 2024 này, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam lần thứ hai. Sáng ngày 10 tháng 10, Ngày Chuyển đổi số Quốc gia, tại phim trường Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đã diễn ra chương trình trực tiếp tổng kết và trao giải số chung kết năm của cuộc thi. Đến tham dự chương trình có bà Phạm Trần Diệu Linh, trưởng đại diện Bộ Thông tin Truyền thông tại Đà Nẵng. Về phía tỉnh Quảng Nam có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Công Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh cùng đông đảo khán giả đến dự xem và cổ vũ cho chương trình. Cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam lần thứ hai năm 2024 có 17 đội thi đại diện cho các tổ công nghệ số cộng đồng của 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tham gia 6 cuộc thi vòng loại, 2 cuộc thi bán kết và 1 cuộc thi chung kết. Tại mỗi cuộc thi, 3 đội dự thi trải qua 4 phần thi gồm chào hỏi, sáng tạo số, kỹ năng số, tăng tốc số. Ngoài ra còn có phần thi phụ dành cho khán giả. Đó là những cái thành viên tổ công nghệ cộng đồng vốn là chỉ quanh quẩn ở trong huyện thôi, thì nay được ra bên ngoài để giao lưu tiếp xúc với các đội ở trong huyện để chúng tôi có thể học hỏi thêm những cái mô hình hay của các đội bạn về áp dụng cho địa phương mình, đồng thời cũng là chia sẻ và truyền đi cái thông điệp của Nam Trà My cũng như là muốn lan tỏa cái hình ảnh đẹp về Nam Trà My đến với bạn bè trong tỉnh và cũng như trên cả nước. Tại số chung kết năm của cuộc thi, 3 đội thi Quế Sơn, Đại Lộc và Nam Trà My đã đem đến cho khán giả những màn tranh tài gây cấn và hấp dẫn, bám đuổi tỷ số quyết liệt qua các phần thi. Chung cuộc, với 277 điểm, đội Đại Lộc xuất sắc vượt qua 2 đội Nam Trà My và Quế Sơn ở câu hỏi cuối cùng để giành vị trí quán quân của cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam lần thứ 2 năm 2024. Tụi mình đã tổ chức họp đội qua Zalo, qua nhóm để rồi phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và dốc hết sức mình để thực hiện từ tất cả các nội dung như là chào hỏi, kịch bản, ý tưởng cũng như phần thi sáng tạo số. Thì đội trưởng là mình được phân công nhiệm vụ phụ trách các phần đó và mình phân công cho các thành viên còn lại hỗ trợ, và kết quả ngày hôm nay đã xứng đáng với những gì đội Đại Lộc đã nỗ lực. Theo đánh giá của ban tổ chức, các đội dự thi năm nay đều có sự chuẩn bị rất nghiêm túc và chu đáo khi tham gia cuộc thi. Mỗi đội đều có những thế mạnh riêng và để lại nhiều ấn tượng cho khán giả cũng như ban tổ chức qua từng phần thi. Và cuộc chung kết thì 3 đội thi cũng ngang sức ngang tài, có cái sự chuẩn bị và tham gia các câu hỏi rất là kỹ càng và chính xác. Đặc biệt là trong các phần chào hỏi và sáng tạo số thì các bạn cũng thể hiện rất là hay, và cái phần kỹ năng số và sáng tạo và tăng tốc số thì các bạn cũng có cái sự chuẩn bị các cái kiến thức cũng rất là kỹ và trả lời các câu hỏi cũng chính xác. Cho đến hiện tại, Quảng Nam là địa phương đầu tiên trên cả nước tổ chức cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số trên sóng truyền hình. Kết quả thì có sự kịch tính nhất định trong các phần thi, và cái kết quả chung cuộc thì cũng đánh giá được là cái hội thi đã được tổ chức thành công, và kể cả cái công tác tổ chức của ban tổ chức và cái công tác chuẩn bị của các hội thi, của những cái đội thi, và cũng mong muốn là cái hội thi cũng sẽ được nhân rộng và năm sau thì tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục tổ chức những cái hội thi mang ý nghĩa như vậy. Cuộc thi thực sự là sân chơi trí tuệ lành mạnh và bổ ích, nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, nắm vững những kỹ năng cũng như lộ trình cải cách hành chính và chuyển đổi số, hình thành xã hội số, gắn kết với đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho người sử dụng. Qua đó, góp phần tiếp tục triển khai hoàn thành mục tiêu tổng quát về chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chuyên mục cải cách hành chính hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.